sửng sốt với 0,005 giây xác định người nhanh nhất thế giới ở Olympic 2024. 0,005 giây, bạn đã bao giờ từng nghe về con số này chưa? Chắc chắn là rất ít và càng hiếm bởi trên thực tế, con số này ít khi xuất hiện để phân định kết quả trong các cuộc thi và riêng ở lĩnh vực thể thao thì nó lại càng hiếm. Thế nhưng, con số này đã xuất hiện ở nội dung chạy 100m nam tại Olympic 2024. Noah Lyles của Mỹ đã hơn đối thủ Keyshawn Thompson với chỉ số này để tiếp tục giữ vững danh hiệu người đàn ông nhanh nhất thế giới. Rõ ràng, khi kết quả được phân định bằng con số phần nghìn giây thì khó để bất cứ ai dám chắc là mình sẽ về trước. Cả Noah Lyles và Keyshawn Thompson đều không dám ăn mừng ở vạch đích. Họ chỉ biết chính xác mình ở vị trí thứ bao nhiêu khi kết quả được công bố. Tất cả chúng ta đều chỉ nhìn bằng mắt thường để đưa ra quan điểm ai là người chiến thắng. Trong khi đó thì bình luận viên đài NBC dám chắc Keyshawn Thompson mới là người giành huy chương vàng. Tôi đã đến gặp anh ấy trong khi đang chờ đợi kết quả và thậm chí còn chúc mừng anh ấy vì đã làm được. NBC đưa tin rằng Lyles thậm chí đã tự nhận mình là người thua cuộc. Cuối cùng, phải mất khoảng 30 giây ban tổ chức mới công bố Noah Lyles mới là nhà vô địch với thời gian 9,784 giây, còn chỉ số của Thompson là 9,789 giây. Một kết quả khiến cả thế giới sừng sốt vì độ chênh cực nhỏ, còn bình luận viên của NBC đã không thể thắng được công nghệ. Hãng tin AP cho rằng đây cũng là kết quả sát nút nhất ở nội dung chạy 100m, ít nhất là kể từ Moscow năm 1980. Vào thời điểm đó, vận động viên Alan Wells của Anh đã đánh bại Silvio Leonard một cách xít sao trong thời đại mà bộ đếm thời gian điện tử còn chưa đạt đến phần nghìn giây. Thế giới ngày càng phát triển và công nghệ càng tối tân để xác định rõ những gì mà chúng ta nhìn thấy nhưng lại phân định theo cảm tính. Nếu nhìn vào lát cắt của một bức ảnh thông thường, chúng ta đã không thể biết rõ được ai là người chiến thắng. Chỉ có những khoảnh khắc từ công nghệ tối tân mới có thể sáng tỏ được mọi việc. Bức ảnh từ Omega, đơn vị tính giờ chính thức của Thế vận hội đã giải đáp tất cả. Theo các trọng tài, cơ thể của Noah Lyles từ xương đòn trở xuống đã vượt qua 0,005 giây trước Thompson. Omega đã đồng hành cùng Olympic suốt 30 kỳ qua và càng theo thời gian thì Omega càng giới thiệu những sản phẩm công nghệ khiến tất cả phải mắt tròn mắt dẹt vì sự chính xác đến tuyệt đối. Tại Olympic London 2012, hãng này giới thiệu máy đếm giờ lượng tử Quantum Timer có thể đo thời gian chính xác đến 1 phần triệu giây. Theo đó, hệ thống đếm giờ của Omega tại Olympic được kết nối với camera scan O-Vision Miria với khả năng chụp 10.000 hình ảnh trên một giây. Sau đó, các hình ảnh nhanh chóng gửi về ban giám sát để đo được ai về trước. Nhiều người gọi vui đây là công nghệ VAR trong môn điền kinh, nhưng VAR ở đây với đẳng cấp khác cùng với sự chính xác tuyệt đối và thời gian rất nhanh. Với công nghệ này, khi các chân chạy chạy qua vạch đích, tia laser cùng các cảm biến sẽ kết nối với bộ đếm để tính giờ, hiển thị kết quả theo thời gian thực. Hệ thống này cũng đồng bộ với súng ra hiệu khởi động, cảm biến gắn trên bàn đạp để phát hiện vận động viên phạm luật nếu chạy sớm hơn 0,1 giây khi súng được bắn. Nếu không có hệ thống đồng hồ này, chắc chắn chúng ta vẫn hoài nghi về tấm huy chương vàng của chân chạy người Mỹ và bản thân Thompson có thể không thuyết phục. Nhưng khi độ chính xác được đo đến phần nghìn giây, chúng ta không chỉ ngả mũ với Noah Lyles mà còn suýt xoa với công nghệ hiện đại trong thế giới công nghệ số ngày nay.